Em xong việc chưa? Gặp anh được không? Cấm trả lời không được nghe. Em đang trên đường về. Anh đang ở đâu? Sợ anh rồi, không dám không gặp sao? Em đi taxi. Anh ở đâu em sẽ đến. Em nói tài xế chở em tới tòa nhà Bitico ngoài quận nhất nghe. Ủa, sao ra đó làm gì ta? Chiều rồi, ai còn làm việc nữa chứ? Bác Tài ơi, chạy vòng ra đường gần chợ Bến Thành á, ngay chỗ tòa nhà Bitico nha. Đã mấy tháng rồi không có được đàn hát gì đâu. Hôm nay mình thử hơi mình coi, ca lại mấy câu Út Trà Ôn cái coi. Ghe chiêu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ôi cô gái năm xưa sao lùng quá vậy trời. Tôi với ông á như mắc nợ nhau từ kiếp trước á. Ở trên phố thuê nhà mắc quá, buôn bán thì ế ẩm. Cây dạt về đây mướn nhà trọ, ai về ông cũng theo về làm hàng xóm luôn. Có duyên ghê ta. Vô duyên thấy sợ thì có. Ai mà theo bà về đây? Người ta tự động đưa tôi về đây á, nhờ coi nhà giùm. Tôi có biết gì đâu. Ủa, có người đưa ông về đây ở hả? Đừng nói với tôi là ông già rồi mà có người bao rồi nha. Bao cái đầu bà. Hàng xóm phải tế nhị một chút. Tôi ghét nhất là mấy mẹ bà Tám đó nghe. Hay xía cái miệng vô nhà của người ta lắm mà. Nghĩ sao nói tôi là bà Tám? Tôi không phải bà Tám, mà tôi nhiều chuyện bằng tám bà lận đó. Nó giỡn thôi. Tôi hứa cái chuyện gì giữa tôi với ông á, tôi không có đi tâm sự với ai đâu. Tôi với bà có cái chuyện gì đâu? Thì cái chuyện vô tình hay hữu ý gì đó tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chắc ông trời ông sắp đặt hay sao á, nên tôi với ông mới thành hàng xóm của nhau đó. Thôi từ đây á, ông khỏi lo chuyện ăn uống bếp núc gì hết á. Tôi với ông á góp gạo nấu cơm chung hen. Trời ơi, con mẹ này đánh chanh dễ sợ luôn. Trời ơi, ai đời đòi lo cho người ta từ A tới Z hả? Từ A tới Á thôi nha, không có từ A tới Z à nha. Thấy hàng xóm láng giềng ta giúp đỡ, chứ tôi thấy á, mình cũng già cả rồi, mình lo cho nhau được cái gì á, đỡ khổ thôi. Ông cũng mình, tôi cũng mình, vậy mới tốt. Làm gì mà nghĩ xấu xa chi chứ mệt. Vậy vậy nãy đứng ngoài nghe đơn không hay lắm mà ca hay quá. Thôi ông đờn cho tôi ca một bản đi. Tôi với ông á hợp lại biết đâu thành cặp karaoke á. Trời ơi,
Trời ơi, trời ơi, tôi nói thiệt à, tôi mà nghĩ ha, bà mà ca chắc cái máy nó chịu còn không nổi nữa, đừng nói tới tôi. Nó sốc họng quá. Đợn đợn thôi chứ làm gì mà kêu trời kêu đất dữ vậy. Nó giỡn vậy thôi. Bây giờ bà muốn ca bài gì? Giờ mình chơi dân ca hay không? Vậy đi. Nhưng mà tôi nói bà nghe nghe không, bây giờ tôi dạy cho bà hát trước, chừng nào bà hát đúng rồi lúc đó tôi mới đàn vô, bà nhào vô được. Rồi. Chứ không thôi tôi đàn điên nơi bà điên nẻo à. Giờ tập ca trước. Ừ. Giờ vô đàn sao? Rồi bà hát cái gì trước đi? Ừ, hát bài Mười Thương nha. Rồi sao cũng được. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương, hai thương ăn nói mặn mà, mặn mà có duyên. Ba thương, ba thương má lắm. Thôi, bỏ cái đùi ra. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Bà làm cái gì cũng vậy hết trơn trọi à. Bà thấy cái gì cũng bộ lót vô cái đùi cái cẳng bà được hết hả? Trời 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 trời, cái ông này tính tình gì mà kỳ cục vậy? Đang vui vẻ ngon trớn vậy, tự nhiên cắt cái phục ngang xương à? Ông bị gì vậy? Nè, sáng á con đi chợ, con thấy khổ qua, trời ơi con thấy ngon quá, con mua về dùng thịt cho bà ăn. Trời ơi cái này là bà thích mà cậu ba cũng thích nữa, mát lắm á. Thằng Nguyên của mày á có ở nhà đâu mà mày mua những thứ nó thích hoài vậy? Sao không bao giờ mày hỏi người khác thích ăn cái gì vậy hả? Dạ con đâu có ý đó đâu, tại lần nào con đi chợ con cũng hỏi cậu ăn cái gì, cậu nàng trên trong mặt con. Mày xách vở đi chợ mày không biết ăn cái gì, tao ở nhà sao tao biết? Nói một tiếng mày cãi 10 tiếng. Mày là ô xin hay chủ cái nhà này vậy hả? Con có cãi gì đâu. Thôi đủ rồi, giờ cơm nước cũng không được yên sao? Còn con nữa, ai cho con biết chuyện thằng Nguyên định mua nhà? Trong giới địa ốc chuyện gì mà con không biết chứ. Với lại căn nhà mà thằng Nguyên tìm mua đâu phải là căn nhà cấp 4 đâu, là biệt thự đàng hoàng đó mẹ, làm sao mà con không biết được. Nhảm nhí, tin đồn nhảm nhí thì lúc nào cũng có. Con biết giá một biệt thự bây giờ là bao nhiêu không? Vĩnh Nguyên nếu không có sự tài trợ của gia đình làm gì có đủ khả năng mà mua nhà từng ấy tiền chứ. Thiệt là vô lý. Nếu mà muốn mua thì thiếu gì cách chứ, bạn bè của nó đông như kiến vậy đó, người nào cũng thuộc dạng có tiền hết, làm gì mà nó không hỏi vay được vài nơi. Vay tiền à? Nó không biết mình là ai sao mà dám hỏi người khác vay tiền chứ? Không có đâu. Nguyên nó là một đứa đầy lòng tự trọng, mẹ khẳng định là nó không bao giờ làm chuyện đó đâu. Làm sao mà biết được, chuột chạy cùng sao mà mẹ. Nội cái việc nó mua biệt thự không á, đủ hiểu là nó si tình con nhỏ đó như thế nào rồi. Con thôi đi. Alo. Alo, tôi đây. Chị ăn tối chưa? Hay là tôi mua cái gì đem qua cho chị nha. Gọi tôi có chuyện gì không? Tôi đang bận ăn cơm tối. Thì ra là chị ăn rồi. Chuyện của công ty thì để tới công ty rồi hẳn nói. Khoan đã, chuyện Vĩnh Nguyên nói sáng nay tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Đúng là Vĩnh Nguyên đang tìm mua nhà. Dạ có tin là đã tìm được rồi.
Thật không? Dạ thật. Không phải là loại tin nhảm nhí chứ? Không đâu, rất đáng tin cậy. Chị Lệ à, cấm đoán nguyên như vậy cũng đủ rồi. Cứ để Nguyên hài lòng với sự lựa chọn của mình, sau này có không vui cũng không thể oán trách gì chị. Nhảm nhí, tôi không kiên nhẫn đợi đến sau này. Sau này thì lúc đó không còn cách cứu vãn được nữa đâu. Siết chặt phía đó cho tôi, bất kể giá nào cũng phải ép nó quay về. Khoan, chị Lệ à, nghe tôi nói đã. Tôi nói tôi đang ăn cơm tối, gọi lại sau nhé. Chị Lệ. Mẹ ăn đi mẹ. Anh, ở đằng kia là đại lộ Đông Tây đó hả? Đẹp quá à. Em có thích không? Dĩ nhiên là em thích rồi. Em rất thích nhìn cảnh vật từ trên cao. Em thích cái cảm giác như đang đứng trên tất cả. Vậy thì anh sẽ mua nhà ở tầng thật cao, để mỗi sáng mỗi tối em có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn. Một penthouse nào đó chẳng hạn. Hay em muốn ở biệt thự gian sông? Anh Nguyên à, anh mua nhà, anh muốn chọn ra ngoài sống riêng sao? Tiên nè, anh nghĩ em sẽ không thoải mái ở bên nhà chồng nếu như chúng ta là đám cưới trong tương lai rất gần. Anh Nguyên à, anh sẽ chọn ngay. Chúng ta hãy mau chóng tổ chức hôn lễ đi. Anh muốn chúng ta công khai quan hệ tình cảm, để báo chí họ không có cớ đồn thổi nữa. Anh Nguyên, em nghĩ em cần có thêm thời gian. Với lại em mới vừa nhận vai diễn mới, ít nhất cũng phải trải qua mấy tháng. Với lại em cũng cần phải bàn với anh Chí Khang nữa. Sao lại phải bàn với Chí Khang chứ? Anh ấy là ông chủ của em, anh ấy có quyền biết em đang làm gì. Với lại em còn nợ anh ấy rất là nhiều nữa. Cát Tiên, anh sẽ lo cho em tất cả. Em muốn hoạt động nghệ thuật, em có thể trở thành diễn viên tự do. Anh sẽ gặp Chí Khang, anh sẽ thanh lý giùm em hợp đồng đó. Anh đừng áp đặt em. Điều em muốn là anh phải giải quyết chuyện gia đình trước, rồi sau đó hay nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình của mình. Anh Nguyên à, em có thể vì anh mà bỏ sự nghiệp, nhưng mà em không thể nào bỏ lòng tự trọng của mình được. Em không thể nào để cho mẹ anh coi rẻ em thêm một lần nào nữa. Tiên, em sao vậy? Không phải là anh đã nói rất rõ là anh sẽ cưới em sao? Em cũng đeo nhẫn vào tay rồi mà. Hay em còn đòi hỏi một buổi cầu hôn hoành tráng hơn vậy nữa? Em không đòi hỏi. Từ trước đến giờ em không đòi hỏi ở anh bất cứ một điều gì hết á. Nhưng mà lúc này em không thể nào bỏ sự nghiệp để đi theo chồng được. Anh không thể nào cho em thêm một thời gian nữa sao anh? Tiên à, em biết là anh và mẹ anh đang rất căng thẳng. Anh đã phải dọn ra ngoài để sống, tất cả là vì em hết. Mau chóng làm đám cưới, đợi mọi chuyện xong xuôi hết, mẹ anh có muốn cũng không thể ngăn cản chúng ta được. Em không thể, em không thể nào bắt anh từ bỏ gia đình được. Anh đừng có bao giờ đổ lỗi cho em, em gánh không có nổi đâu. Anh xin lỗi, không phải anh muốn nói là tất cả đều tại em. Chỉ vì anh không thể sống nếu thiếu em được, nên anh mới... Em hiểu, em sẽ không trách anh đâu. Nhưng mà lúc này anh hãy để cho em sống với công việc của mình trước đã. Em là chỗ dựa của công ty. Anh Chí Khang sẽ phá sản nếu em cứ tiếp tục lơ là với công việc mà lại chú trọng đến tình yêu. Em về đây, coi như đêm nay anh chưa hề gặp em đi. Em chưa hề đến đây, và hãy coi như giữa chúng ta chưa hề có gì hết. Thank you.
đây không phải là kết quả mình chờ đợi sao? Có một chỗ dựa vững chắc để khỏi phải chật vật đấu tranh, mà sao lúc này mình thấy không thoải mái chút nào hết vậy? Cát Tiên, anh đã sai rồi sao? Muốn có em bên cạnh anh, muốn đem lại hạnh phúc cho em, anh đã quay lưng lại với mẹ anh. Lẽ nào anh làm vậy là không đúng sao? Anh từ bỏ tất cả cũng chỉ vì em. Nhưng em lại kiên quyết giữ cái em cho là tự trọng. Thật sự em có yêu anh không hả Cát Tiên? Em xin lỗi Vĩnh Nguyên, Chí Khang. Em có lỗi với cả hai người. Cái thai này sẽ là một móng phá hoại công ty của anh Khang. Còn anh Nguyên, tất cả sẽ chấm dứt trong chớp mắt nếu như anh biết hết tất cả và biết mình đang mang thai đứa con của Nguyễn Toàn. Mình đã tính kỹ ngày kỹ tháng, không sai chạy đi đâu được hết. Nguyên ơi, anh Khang ơi, em phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới đúng đây chứ? Em vô đi. Anh ngạc nhiên lắm hả? Cũng phải thôi, vì hình như là lâu lắm rồi em mới tới nhà của anh mà. Em không phải đem mấy tin lùm xùm về Cát Tiên đến để chọc giận anh nữa chứ? Anh đoán đúng rồi, bingo. Nhưng mà coi chừng là cái tin lần này sẽ làm cho anh rất là tức giận. Mà không những vậy, anh giận tới mức máu có thể lên tới tận não đó. Ý em muốn nói gì chứ? Vì à, anh từng quý em là người tánh tình bộc trực, em thay đổi và trở thành người rào trước đón sau từ lúc nào vậy? Em không thay đổi, vì vậy em mới tới đây.
Anh đừng nói với em là trong suốt thời gian vừa rồi anh không nhận thấy sự thay đổi gì ở Cát Tiên nha. Rõ ràng là gần đây cô ta rất rất là khác lạ. Phải, anh thừa nhận sức khỏe của Cát Tiên dạo này hơi yếu. Em cũng biết chuyện của Cát Tiên bị cắt một số hợp đồng. Có lẽ vì vậy. Anh Khang, em đã từng nghĩ anh là một con sói rất ranh ma trong làng giải trí. Nhưng mà quả thật là trong tình yêu, anh chỉ là một con cù non rất ngây thơ. Đủ rồi đó Vi. Sao lúc nào em cũng làm anh bực tức vậy? Nếu em có chuyện cần nói thì em nói đi. Còn không á thì anh cần nghỉ ngơi. Vậy là anh muốn em nói. Anh muốn em nói ra. Và chính anh là người muốn em nói đó nha. Sẽ mất hết tất cả. Những gì mình cố công xây dựng bấy lâu nay sẽ tan như bọt biển. Mình không thể. Xin lỗi, sinh linh nhỏ bé này sẽ hiểu mình. Vì con nằm trong bụng mẹ, con sẽ hiểu mẹ từ tâm thức. Phải không con? Nó không thể nào có mặt trên cõi đời này được. Vĩnh Huy sẽ từ bỏ mình, Chí Khang sẽ không tha thứ cho mình, Nguyễn Toàn sẽ đeo bám mình đến chết. Mình đã không còn cách nào khác, mình đã không còn con đường quay trở lại. Mẹ đành phải chọn cách này, vĩnh biệt con, sinh linh bé nhỏ. Đừng sợ, đây không phải lần đầu. Dù gì mình cũng đã đi đến nước này, không thể nào dừng lại được. Em nói gì? Em nói lại coi. Cát Tiên có thai, 100% em khẳng định như vậy. Điên rồi, hết sức điên rồi. Vì à, em có thua kém gì Cát Tiên đâu. Bây giờ em chính là Verdad. Còn cô ấy chỉ là mới làm quen với khán giả thôi. Cùng một công ty, em ganh ghét với cô ấy làm gì? Nếu mà em ganh tị với cô ta thì giờ này cái tin sốt dẻo này đã nằm ở trên mặt báo, chứ không phải là nằm ở bên cạnh tai của anh đâu. Anh có hiểu những gì em nói không? Anh tỉnh táo lại đi anh Khang à. Cát Tiên có thể lôi kéo anh theo sự sụp đổ của cô ta. Anh tự suy nghĩ đi. Suy nghĩ xem liệu anh đầu tư vào cô ta như vậy có đáng hay không. Thank you.
vô bệnh viện nữa. Ai à, Khang đó chứ. Anh Nguyên à, nhưng mà em nghĩ là em cần phải có thêm thời gian. Với lại em mới vừa nhận vai diễn mới, ít nhất thì cũng phải trải qua mấy tháng. Hơn nữa em cần phải hỏi ý kiến của anh Chí Khang. Sao lại phải bàn với Chí Khang chứ? Anh ấy là ông chủ của em, anh ấy có quyền biết em đang làm gì. Với lại em còn nợ anh ấy rất nhiều. Cát Tiên, anh sẽ lo cho em tất cả. Em muốn hoạt động nghệ thuật, em có thể làm diễn viên tự do. Anh sẽ gặp Chí Khang, anh sẽ thanh lý giùm em hợp đồng đó. Anh đừng áp đặt em. Điều em muốn là anh cần phải giải quyết chuyện của gia đình trước, rồi sau đó hãy nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình nhỏ. Em có thể vì anh mà từ bỏ sự nghiệp, nhưng mà em không thể nào bỏ lòng tự trọng của mình được. Em không thể nào để cho mẹ anh coi rẻ em thêm một lần nào nữa hết. Tiên, em làm sao vậy? Không phải anh đã nói rất rõ là anh sẽ cưới em sao? Em cũng đã đeo nhẫn vào tay rồi mà. Hay em còn đòi hỏi một buổi cầu hôn nào hoành tráng hơn vậy nữa? Em không đòi hỏi. Từ trước đến giờ em không đòi hỏi anh bất cứ một điều gì hết á. Nhưng mà lúc này em không thể nào từ bỏ sự nghiệp để đi theo chồng được. Không thể nào chờ em thêm một thời gian nữa sao anh? Tiên à, em biết là anh và mẹ anh đang rất căng thẳng. Anh đã phải dọn ra ngoài để sống, tất cả là vì em hết. Mau chóng làm đám cưới, đợi mọi chuyện xong xuôi hết, mẹ anh có muốn cũng không thể ngăn cản chúng ta được. Em không thể, em không thể nào bắt anh từ bỏ gia đình được. Anh đừng đổ lỗi cho em, em gánh không nổi đâu. Anh xin lỗi. Không phải anh muốn nói là tất cả đều tại em. Chỉ vì anh không thể sống nếu thiếu em được, nên anh mới... Em hiểu, em không trách anh đâu. Nhưng mà lúc này anh hãy để cho em sống với công việc của em trước đã. Em là chỗ dựa của công ty. Anh Chí Khang sẽ phá sản nếu em cứ tiếp tục lơ là với công việc mà lại chú trọng đến tình yêu. Em về đây. Coi như đêm nay anh chưa hề gặp em đi. Em chưa hề đến đây. Và hãy coi như giữa chúng ta chưa hề có gì hết. Tại sao lúc nào cũng là tay Chí Khang đó chứ? Không được, mình phải gặp anh ta để nói cho rõ chuyện của mình và Cát Tiên một lần nữa mới được.
Dì thấy nên đưa cậu đi bệnh viện. Dì đã chích thuốc cầm máu rồi mà cậu vẫn đau kiểu này thì cái thai... Dì nói gì? Cô ấy có thai sao? Tại sao? Tại sao lại có thai chứ? Không phải. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Phải không gì? Có đúng không gì? Con bình tĩnh đi. Thiệt tình là cổ có thai. Cái thai cũng hơn tháng rồi. Mà hình như cổ uống ba cái thuốc bậy bạ ở ngoài kia cho nên mới ra nông nổi này đó. Dù ly, cổ là người rất tỉnh táo, không thể nào làm chuyện liều lĩnh như vậy được. Nè Khang à, dì để thuốc ở đây nè. Khi nào mà cô ấy tỉnh á thì con ép cô ấy uống nha. Nếu còn đau quá thì phải đi bệnh viện, chứ để cái thai trong bụng thì chết đó. Thôi dì về nha, có gì á thì gọi cho dì. Cát Tiên à, em tỉnh dậy đi. Em tỉnh dậy đi Cát Tiên à. Con không làm vậy được đâu. Con nhìn cổ kìa, cổ đang bị đau buốt mà con làm vậy là chết người ta đó. Thôi con về nghỉ ngơi đi, để dì ở đây dì trông chừng cổ cho. Cô xin lỗi, con hơi nóng nảy. Dì à, chuyện cổ có thai dì đừng nói cho ai biết nghe. Dì cũng biết sự nghiệp của con đặt hết cho cổ rồi. Con... Dì biết rồi, con đã đặt hết sự nghiệp của mình vào cô ấy, cho nên con yên tâm, dì đâu phải là người lẻo mép. Tội nghiệp cho nó, chảy máu nhiều như vậy là đau đớn lắm đó. Trễ một chút nữa là không cứu được đâu. Thôi dì về nha. Dạ con cảm ơn dì. Thôi rồi. Trời ơi, tôi thua bà rồi. Tôi chạy, bà cũng chạy. Trời ơi. Tôi đây nè. Ông làm gì ông chạy như là xe tăng rượt ông vậy? Nãy giờ bà đi theo tôi, tại sao bà không lên tiếng? Sáng nào tôi cũng đi tập thể dục trên con đường này nè. Tôi thấy ông đi trước mặt thì tôi nhường ông đi, chứ kêu ông làm gì. Nè, tại sao không phải là bà đi rình mò tôi hả? Đúng không? Mỗi lần tôi đứng lại, bà đứng lại. Hãy tôi đi là bà đi, hãy tôi chạy thì bà chạy, hãy tôi đứng lại, bà đứng lại. Thì tôi đang đi tập trên con đường của tôi thì ông đứng trước mặt thì tôi đứng lại chứ làm sao. Ông này lạ thiệt. Ủa, cũng thích tập thể dục lắm hả? Mơ mốt mình đi chung đi cho vui hen. Cái bà này kỳ nghe. Tại sao tôi làm cái gì bà cũng đòi làm theo hết vậy? Ý ông nói tôi bắt chước ông á hả? Không dám đâu nha. Ngày nào tôi cũng đi trên đường này á nha. Trời ơi, mà cái mặt lúc nào cũng khó chịu quá vậy. Bộ hồi xưa bị vợ bỏ hay sao mà lúc nào cũng xù lên như lông nhím vậy hả? Bà già vô duyên. Mai mốt đừng có kêu tôi nói chuyện nữa. Sáng sớm không có coi ngày, ra đường gặp bà chắc chắn là nguyên ngày hôm nay bị xui á. Giận dữ hả? Đừng theo tôi, đừng làm quen với tôi.
Dạ, con dọn đầy đủ hết rồi đó bà. Bà ăn sáng đi bà. Nhà mình không có ai hết, dọn chi nhiều vậy? Dạ, con... Đi hết rồi phải không? Không có cậu nào ở nhà hết phải không? Cậu hai đi công tác từ sáng sớm, con nghe nói là dăm ba bữa nữa mới về. Còn cậu Út á, con không biết hôm qua có về rồi sáng đi nữa không. Còn cậu ba... Thôi, đủ rồi. Ngay cả tôi còn không biết tụi nó đi đâu thì làm sao con biết được. Mà công nhận á, không có cậu ba ở nhà buồn thiệt luôn á. Đi ra đi vô cũng không có ai dòm. Mua đồ ăn ngon cũng không có ai ăn. Mặc đồ đẹp vậy nè, cậu không ai khen tiếng nào. Chém chết luôn. Vậy thì con bớt mua đồ ngon lại, rồi mặc ít đồ đẹp đi, để dành sức mà làm chuyện khác. Đừng than vãn được. Nhà này có bao giờ đông đủ mọi người đâu. Lại không ai ăn nữa. Không lẽ một mình quất 4 tô? Chơi luôn. Mà ăn hoài cũng đâu có cải thiện được cái tướng đâu. Thôi kệ có còn hơn không. Tiên à, em tỉnh rồi hả? Em không sao. Anh đến lúc nào vậy hả? Em giải thích như thế nào đây? Anh lại muốn nói đến quyền lợi của công ty nữa chứ gì. Không phải em ra nông nổi này cũng là vì cái quyền lợi của anh đó thôi. Anh đã từng nói cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ quỷ hoại mình. Cuối cùng em cũng giúp anh chứng minh lời anh nói là hoàn toàn đúng, đúng không? Em yêu tên đại gia đó đến mức như vậy sao? Anh Khang à, anh nói cái gì vậy hả? Anh nghĩ là em có thai với anh Nguyên sao? Anh có nghĩ là mẹ anh sẽ nhượng bộ không? Anh phải làm sao để cho mẹ anh chấp nhận cho em làm đại diện thương hiệu cho tập đoàn của nhà Lê Dinh đi chứ. Em bận tâm chuyện đó làm cái gì? Còn mẹ anh thì never nhượng bộ. Em khỏi chờ. Nhưng anh có cách. Anh biết vậy mà tại sao còn làm tới? Thà là anh xuống nước anh năn nỉ thì hổng chừng còn có kết quả. Anh cứ căng quá như vậy thì cũng chẳng được gì. Không chừng cuối cùng em cũng bị ghét lây á. Yên tâm đi, kiểu nào thì mẹ anh cũng phải nhượng bộ. Nhưng anh chẳng quan tâm. Có điều nếu anh Nguyên rước con bé đó về nhà trước thì chúng ta phải làm đám cưới. Đơn giản. Còn chuyện để em làm người mẫu, em được dội. Anh có cách. Em đừng lo, cứ từ từ.